Nhiều tuổi mà khó khăn vậy? Dạ, em hơn anh có 7 tuổi à. Giỡn tôi hả? Kêu chị đi cưng. Lại lên đây. Tối uống cà phê rồi xong ngủ hả bé? Cần anh qua ngủ chung với em không? Dạ. Uống dữ vậy? Trời ơi, nói gì vậy? Nói gì vậy? Ê, xuống nhà tao chứ. Chuyện tối hôm qua, anh biết ảnh hưởng như thế nào với cuộc đời của tôi không? Em đâu có chơi tôi qua đường gì được. Phải không? Chắc luôn. Chắc luôn rồi. Bất dạy, nó trốn mày hả? Không, em trốn đó. Vô duyên. Còn đâu phải cổ mộ đó bà. Mày cua được tao làm con mày. Anh biết em thích uống cà phê mà. Mấy con chó này thiệt. Mày nói ai là chó? Đây. Chó bên đây. Bình tĩnh. Người ta kêu em chị ơi, chị ơi.